Top 5 khu liên hợp thể thao quốc gia tốt nhất Đông Nam Á. Khu liên hợp thể thao Hua Mak là trung tâm thể thao chính của cơ quan thể thao Thái Lan SAT. Tọa lạc tại đường Ramkhamhaeng, tiểu khu Hua Mak, quận Bang Kapi, Bangkok, gần trường Đại học Ramkhamhaeng và Đại học Assumption cơ sở Hua Mak. Nó là một trung tâm thể thao lâu đời, bao gồm một nhóm các cơ sở thể thao như sân vận động Rajamangala, đấu trường trong nhà Hua Mak, các trung tâm đào tạo cho các môn thể thao và các tòa nhà văn phòng của cơ quan thể thao Thái Lan. Sau đây là những cơ sở thể thao chính của Hua Mak Sports Complex. Sân vận động quốc gia Rajamangala được coi là địa điểm nổi tiếng nhất của khu liên hợp thể thao Hua Mak. Được thiết kế bởi khoa kiến trúc của Đại học Chulalongkorn, sân vận động này được khởi công xây dựng vào ngày 22 tháng 12 năm 1988 và chính thức khánh thành vào ngày 6 tháng 12 năm 1998. Với tổng kinh phí xây dựng khoảng 630 triệu bạt. Đây là địa điểm chính của Á vận hội lần thứ 13. Vật liệu chính được sử dụng để xây dựng là bê tông đen đến cho sân vận động Rajamangala vẻ bề ngoài rất ấn tượng và hoành tráng. Chỉ có khán đài phía tây của sân vận động được trang bị mái che. Khán đài tăng gấp đôi chiều cao bắt đầu từ điểm thấp nhất phía sau khung thành. Chiều cao đáng kể cho phép người ta chiêm ngưỡng địa điểm này từ xa, mặc dù nhìn gần hơn có thể hơi thất vọng. Ở thời điểm mới khánh thành, sức chứa của sân vận động này lên tới 80.000 khán giả. Trải qua vài lần cải tạo, sức chứa của Rajamangala giảm xuống 51.522 chỗ ngồi. Với toàn bộ khán đài đã được lắp đặt ghế đơn. Cũng được thiết kế bởi khoa kiến trúc Đại học Chulalongkorn, nhà thi đấu Hua Mak là công trình đầu tiên của khu liên hợp thể thao Hua Mak được xây dựng. Nó được khánh thành vào năm 1966 để phục vụ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 6 mà Thái Lan làm chủ nhà. Tên gọi ban đầu của đấu trường này là nhà thi đấu Kittikachorn, dựa theo họ của cựu thủ tướng Thơn Om Kittikachorn. Sức chứa ban đầu của nhà thi đấu Hua Mak là 15.000 khán giả. Sau khi cải tạo cho FIFA Futsal World Cup 2012, sức chứa giảm xuống còn 6.000 chỗ ngồi, cùng khả năng có thể mở rộng lên 8.000 chỗ. Nó được sử dụng chủ yếu cho buổi hòa nhạc, quyền anh, bóng rổ, bóng đá trong nhà và bóng chuyền. Một số cơ sở thể thao khác trong Hua Mak Sport Complex. Velodrome Hua Mak dành cho giải đua xe đạp lòng chảo, sức chứa 700 chỗ. Trường bắn thể thao, sức chứa 6.000 khán giả. Trung tâm thể thao dưới nước, sức chứa 15.000 khán giả. Hua Mak Indoor Skate Park, trung tâm trượt ván trong nhà. Để phục vụ việc đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 năm 2023, Cambodia đã quyết định xây dựng một khu liên hợp thể thao quốc gia mới ở ngoại ô Phnom Penh, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Khu liên hợp thể thao mới được đặt tên là Morodok Teco Sport Complex. Tổ hợp thể thao này được khởi công xây dựng vào tháng 4 năm 2013 trên khu đất có diện tích 94 ha. Morodok Teco Sport Complex chính thức khánh thành vào ngày 18 tháng 12 năm 2021 cùng với việc hoàn thành sân vận động trung tâm. Kinh phí cho việc xây dựng khu liên hợp thể thao này vào khoảng 200 triệu đô la Mỹ từ nguồn tài trợ của chính phủ Trung Quốc. Khu liên hợp thể thao này là một trong ba địa điểm chính của Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 vừa qua. Sau đây là các cơ sở thể thao chính trong Morodok Teco Sport Complex. Sân vận động quốc gia Morodok Teco là địa điểm chính của khu liên hợp thể thao này. Lễ khởi công sân vận động được tổ chức vào ngày 4 tháng 4 năm 2017. Chính phủ Trung Quốc đã tài trợ 1,1 tỷ nhân dân tệ, khoảng 160 triệu đô la Mỹ để xây dựng sân vận động này. Nó chính thức được khánh thành vào ngày 18 tháng 12 năm 2021. Cấu trúc của sân vận động quốc gia Morodok Teco được thiết kế giống với một chiếc thuyền buồm. Nó là biểu tượng của mối quan hệ Cambodia-Trung Quốc, với hai cấu trúc mũi cao 99 mét được thiết kế để liên tưởng đến cử chỉ Sampier của người Khmer. Sân được bao quanh bởi một con hào theo phong cách Angkor và bên ngoài sân vận động có họa tiết được vẽ theo mô típ dựa trên hoa Ramdun, quốc hoa của Cambodia. Với sức chứa 60.000 khán giả, sân vận động này trở thành sân bóng lớn nhất Cambodia hiện tại. Indoor Sports Center là công trình đầu tiên được khánh thành tại Morodok Teco Sport Complex vào ngày 4 tháng 4 năm 2017. Đây là đấu trường thể thao trong nhà chính của khu liên hợp thể thao. Trung tâm thể thao trong nhà này có kích thước 84m x 130m, cao 22m và được chia thành hai phòng. Một phòng được sử dụng làm sân bóng rổ và phòng còn lại dành cho futsal.
Tổng sức chứa của Indoor Sports Center là 5.000 khán giả, trong đó phòng đầu tiên có thể chứa 3.000 khán giả và phòng thứ hai có thể chứa 2.000 khán giả. Aquatics Center cũng được khánh thành vào ngày 4 tháng 4 năm 2017. Đây là địa điểm tổ chức các môn thể thao dưới nước của Molodok Teco Sport Complex. Trung tâm thể thao dưới nước này bao gồm 3 bể bơi đạt tiêu chuẩn của FINA. Sức chứa của Aquatics Center là 3.000 khán giả. Các địa điểm thể thao còn lại tại Molodok Teco Sport Complex: nhà thi đấu cầu lông, nhà thi đấu bóng bàn, trung tâm quần vợt, sân thi đấu bi sắt, và sân vận động khúc côn cầu. KL Sport City, trước đây gọi là khu liên hợp thể thao quốc gia Bukit Jalil, là khu liên hợp thể thao lớn nhất Malaysia hiện tại. Nó nằm ở Bukit Jalil, cách Kuala Lumpur 20 km về phía nam. KL Sport City được khởi công xây dựng vào ngày 1 tháng 1 năm 1992. Tổ hợp thể thao này được chính thức khánh thành bởi Thủ tướng Malaysia lúc bấy giờ là Mahathir Mohamad vào ngày 11 tháng 7 năm 1998, trước Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung 1998. Đây là khu liên hợp thể thao duy nhất ở Malaysia được phát triển hoàn chỉnh. Khu phức hợp thể thao này chính thức đổi tên thành KL Sport City vào năm 2017, sau khi được cải tạo để phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 29. Khu liên hợp thể thao quốc gia KL Sport City có thể tổ chức các hoạt động thể thao thuộc nhiều loại hình khác nhau, cũng như các sự kiện lớn theo mục đích kinh doanh và giải trí. Sau đây là 5 địa điểm thể thao chính trong khu liên hợp thể thao này. Trái tim của KL Sport City chính là sân vận động quốc gia Bukit Jalil. Với sức chứa hơn 87.000 khán giả, nó hiện là sân vận động lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Được bắt đầu xây dựng vào ngày 1 tháng 1 năm 1995, nó được chính thức khánh thành cùng với KL Sport City bởi Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad vào ngày 11 tháng 7 năm 1998 để tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung 1998. Chi phí xây dựng sân vận động này là 1 tỷ ringgit. Cấu trúc màng được sử dụng cho mái che và hầu hết vật liệu được sử dụng là bê tông cốt thép. Thời điểm mới hoàn thành, sân vận động Bukit Jalil có sức chứa lên đến 100.000 khán giả. Mặt tiền bao phủ bên ngoài sân vận động với các cửa chớp dọc xoắn cũng được chiếu sáng bằng đèn LED rất đẹp vào ban đêm. Trong khi toàn bộ ghế ngồi bên trong sân vận động được khảm ngẫu nhiên với 4 màu vàng trắng xám đen. Sân vận động quốc gia Bukit Jalil đã trải qua một lần cải tạo vào giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017. Đây là sân nhà của đội tuyển bóng đá quốc gia Malaysia. Trung tâm thể thao dưới nước quốc gia Malaysia hoàn thành năm 1998, đóng vai trò là địa điểm chuyên môn về thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu bơi lội và các sự kiện dưới nước khác. Các công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn và quy định khắt khe do Liên đoàn Bơi lội Quốc tế FINA đặt ra, với tổng diện tích khoảng 28.000 m². Trang bị mái vòm nổi có diện tích 7.500 m² với trọng lượng 14 tấn. Trung tâm này có bể bơi tiêu chuẩn Olympic có 10 làn với độ sâu 2-3 m. Bể đa năng có độ sâu 5 m cho môn nhảy cầu được trang bị một tháp có 3 bể ở độ cao 5 m, 7,5 m và 10 m cùng với 3 bàn đạp cao 3 m và một bàn đạp cao 1 m. Bể tập bơi có 8 làn và độ sâu thay đổi từ 0 đến 1,8 m. Các hồ bơi được trang bị hệ thống âm thanh 95 dB, hệ thống đèn LED đã được điều chỉnh để giảm độ chói khi chiếu sáng lên tới mức 1.500 lux. Nhà thi đấu Pucha hiện được đặt tên là Asiata Arena theo thỏa thuận thương mại. Được khánh thành vào năm 1998, nhà thi đấu này có sức chứa 16.000 khán giả, bao gồm 13.000 ghế cố định và 3.000 ghế có thể thu vào. Đây hiện là đấu trường trong nhà lớn nhất Malaysia. Asiata Arena được thiết kế với mặt tiền đẹp mắt và mái vòm rộng tạo nên sức hấp dẫn phổ quát của nó. Nhà thi đấu này có 3 cửa chính dẫn vào một sân thi đấu có kích thước là 69m x 35m. Có thể thích ứng với các hình thức thể thao khác nhau như đấm bốc, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, judo, bóng ném, đấu vật và thể dục dụng cụ. Đấu trường trong nhà hình chữ nhật được xây dựng giống như một chiếc hộp đen, nơi ánh sáng không thể xuyên qua, cho phép các buổi biểu diễn và sự kiện được tổ chức vào ban ngày. Nhà thi đấu này được trang bị một màn hình Jumbotron 4K UHD LED được treo giữa mái che.
hai hệ thống âm thanh tiên tiến với công suất 103 dB và hệ thống đèn pha được lập trình sẵn trong đấu trường, cung cấp công suất hơn 2.000 lux dành cho truyền hình HD trực tiếp và ghi hình. Tổ hợp sân vận động khúc côn cầu quốc gia Malaysia được xây dựng năm 1997 và chính thức khánh thành vào năm 1998. Tổ hợp này bao gồm hai sân vận động khúc côn cầu nằm liền kề nhau, được sử dụng lần đầu tiên cho các trận đấu khúc côn cầu trong Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung 1998. Trong đó, sân vận động chính có sức chứa 12.000 khán giả, được trang bị những chiếc ghế có mái che hoàn toàn. Sân thứ hai nhỏ hơn có sức chứa 2.000 khán giả, với 1.000 chỗ ngồi có mái che. Cả hai sân đều được trang bị dàn đèn có công suất 2.000 lux. Đây hiện là sân nhà của các đội tuyển quốc gia khúc côn cầu Malaysia. Cũng được hoàn thành vào năm 1998, Trung tâm bóng quần quốc gia Malaysia là địa điểm tổ chức các sự kiện bóng quần tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung Kuala Lumpur 1998. Có sức chứa cố định 1.000 chỗ ngồi, sân trung tâm có tường làm bằng kính mạ thép gia cố, dày 12mm, có thể dễ dàng di chuyển cho các sự kiện đơn hoặc đôi. 10 sân bên có thể được chuyển đổi thành 8 sân đôi với sức chứa 70 khán giả mỗi sân. Tầng trên có phòng chờ và phòng thay đồ dành cho cầu thủ. Năm 2009, sân trung tâm bóng quần được đặt tên là Nikon David Arena. Vận động viên bóng quần nổi tiếng của Malaysia, với kỷ lục 108 tháng liên tiếp ở vị trí số 1 thế giới kể từ tháng 8 năm 2006. Việc trao tên này nhằm ghi nhận sự đóng góp của Nikon trong việc quảng bá tên tuổi của đất nước trên trường quốc tế trong môn thể thao bóng quần. Singapore Sport Hub là một tổ hợp thể thao giải trí hiện đại và đắt đỏ nhất Đông Nam Á hiện nay. Được xây dựng tại Kallang, trung tâm thể thao này là một dự án hợp tác công tư rộng 35 ha, có thời hạn từ năm 2010 đến 2035, bao gồm nhiều cơ sở thể thao hiện đại nằm cạnh nhau. Với trung tâm là sân vận động quốc gia với thiết kế độc nhất vô nhị ở Đông Nam Á. Quá trình xây dựng Singapore Sport Hub được bắt đầu bằng lễ khởi công sân vận động quốc gia vào ngày 29 tháng 9 năm 2010. Cơ sở vật chất của trung tâm thể thao chính thức mở cửa cho công chúng vào ngày 30 tháng 6 năm 2014 và bắt đầu tổ chức các sự kiện trong năm sau đó, bao gồm cả Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2015. Thủ tướng Lý Hiển Long đã chính thức khánh thành cơ sở này vào ngày 26 tháng 7 năm 2015. Chi phí cho việc xây dựng cho khu phức hợp thể thao hiện đại này lên tới 1,33 tỷ đô la Singapore, tương đương gần 1 tỷ đô la Mỹ. Tháng 6 vừa qua, chính phủ Singapore đã thông báo quyết định sẽ chi 2,3 tỷ đô la Singapore để mua lại thời hạn còn lại của hợp đồng công tư với đối tác là công ty trách nhiệm hữu hạn Sport Hub, qua đó chính thức tiếp quản Singapore Sport Hub kể từ ngày 9 tháng 12 năm 2023, giúp người dân dễ tiếp cận với các công trình thể thao giải trí ở trung tâm này hơn. Sau đây là các cơ sở thể thao chính nằm trong Singapore Sport Hub. Khai trương vào ngày 30 tháng 6 năm 2014, sân vận động quốc gia Singapore được xây dựng trên địa điểm của sân vận động quốc gia cũ, đã đóng cửa vào năm 2007 và bị phá bỏ vào năm 2010. Sân bóng 55.000 chỗ ngồi này chính là trung tâm của Singapore Sport Hub. Sân vận động có mái vòm bằng thép rộng 75.000m2 và cao 83m. Là một trong những cấu trúc mái vòm lớn nhất thế giới, mái che này có thể thu vào và có cấu hình dành cho bóng đá, bóng bầu dục, điền kinh và cricket. Sân vận động này đóng vai trò là sân nhà của đội tuyển bóng đá quốc gia Singapore, là địa điểm chính của Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2015 và nhiều giải đấu thể thao quốc tế khác. Được khởi công xây dựng vào ngày 29 tháng 9 năm 2010 và chính thức hoàn thành sau khoảng 4 năm thi công. Do khí hậu nhiệt đới của Singapore, mái của sân vận động được thiết kế để phản chiếu ánh sáng mặt trời nhằm cách nhiệt bên trong. Trong khi luồng không khí tự nhiên được sử dụng để làm mát các khu vực dành cho khán giả với mức sử dụng ít năng lượng hơn so với một địa điểm có quy mô tương đương. Được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Kenzo Tange và được chính thức khai trương bởi Thủ tướng đầu tiên của Singapore, Lý Quang Diệu. Đấu trường trong nhà Singapore được bắt đầu xây dựng vào ngày 1 tháng 1 năm 1985 và hoàn thành vào ngày 1 tháng 3 năm 1987. Nhà thi đấu này chính thức mở cửa cho công chúng vào ngày 1 tháng 7 năm 1988. Kinh phí xây dựng là 90 triệu đô la Singapore. Sức chứa của nhà thi đấu này là khoảng 12.000 cho các sự kiện thể thao và sức chứa tối đa của nó là 15.000 cho các hoạt động giải trí. Được hoàn thành vào tháng 5 năm 2014, trung tâm thể thao dưới nước OCBC là công trình đầu tiên của Singapore Sport Hub đi vào hoạt động. Nó nằm ngay bên cạnh nhà thi đấu Singapore, là cơ sở thể thao dưới nước đẳng cấp thế giới,
OCBC Aquatic Center được xây dựng theo hướng dẫn của Liên đoàn Bơi lội Quốc tế, FINA. Trung tâm này có sức chứa 3.000 khán giả, nhưng cũng có thể mở rộng lên 6.000 chỗ nếu cần. OCBC Aquatic Center có hai bể bơi 50m đạt tiêu chuẩn Olympic để tập luyện và thi đấu, cùng một bể đa năng 25m cho môn nhảy cầu. Hiện tại, đây là trụ sở của Hiệp hội Bơi lội Singapore. Được khánh thành vào ngày 18 tháng 6 năm 2014, OCBC Arena được tạo thành từ 6 phòng thể thao trong nhà, được thiết kế cho nhiều mục đích sử dụng, bao gồm sử dụng công cộng và đào tạo vận động viên. Các môn thể thao có thể chơi tại OCBC Arena bao gồm cầu lông, đấu kiếm, taekwondo, bóng rổ, bóng lưới, bóng chuyền, thể dục nhịp điệu và bóng bàn. OCBC Arena là trụ sở của 9 Hiệp hội Thể thao Quốc gia Singapore. Với sức chứa từ 300 đến 3.000 chỗ ngồi, OCBC Arena cho phép sử dụng đồng thời 6 hội trường và có thể được sử dụng làm địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao trong nhà, hội họp, hội nghị và triển lãm. Ngoài trung tâm thể thao dưới nước trong nhà OCBC Aquatic Center, Singapore Sport Hub còn một trung tâm thể thao dưới nước ngoài trời là Water Sport Center. Chính thức hoạt động từ ngày 15 tháng 11 năm 2015, trung tâm thể thao dưới nước này đẹp như tranh vẽ nằm dọc theo lưu vực Ca Lang, được thiết kế để phục vụ cho cả việc đào tạo vận động viên và mục đích sử dụng công cộng. Trung tâm cung cấp nhiều loại cano và thuyền kayak cho công chúng thuê. Trung tâm này là trụ sở của Liên đoàn Cano Singapore, Hiệp hội Chèo thuyền Singapore và Hiệp hội Thuyền rồng Singapore. Trung tâm quần vợt Ca Lang được khai trương như một cơ sở thể thao cộng đồng vào tháng 3 năm 1978. Trước khi trở thành một phần của Singapore Sport Hub vào năm 2014, nó nằm ngay bên ngoài khu vực trung tâm thương mại. Trung tâm quần vợt Ca Lang được trang bị 14 sân, trong đó sân trung tâm có sức chứa gần 2.000 khán giả. Được xây dựng trên khu đất rộng 279 hectare tại thủ đô Jakarta, Gelora Bung Karno là khu liên hợp thể thao lớn nhất ở Indonesia, cũng như ở khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là tổ hợp thể thao có cơ sở vật chất đầy đủ bậc nhất Đông Nam Á hiện nay. Khu liên hợp thể thao Gelora Bung Karno được xây dựng để phục vụ Đại hội Thể thao Châu Á 1962. Việc khởi công xây dựng được diễn ra vào ngày 8 tháng 2 năm 1960. Trong đó, công trình đầu tiên được xây dựng là nhà thi đấu Istora. Lần lượt các công trình trong tổ hợp thể thao này được hoàn thành trong 2 năm từ 1961 đến 1962. Kinh phí xây dựng là 12,5 triệu đô la Mỹ, theo thời giá năm 1958. Ở thời điểm mới hoàn thành, khu liên hợp thể thao này có tên là Asian Game Complex. Từ năm 1969, nó được đổi tên thành Chennai An Sport Arena, trước khi chính thức có tên là Gelora Bung Karno kể từ năm 2001. Đây là cái tên được đặt theo tên của ông Sukarno, tổng thống đầu tiên của Indonesia và là tổng thống đương nhiệm trong quá trình phát triển và mở cửa ban đầu của khu liên hợp. Gelora Bung Karno Sport Complex đã trải qua một đợt cải tạo lớn trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2018, khi Indonesia lần thứ hai đăng cai Á vận hội vào năm 2018. Kinh phí cho đợt cải tạo này là 3,5 nghìn tỷ rupiah. Nhiều hạng mục, công trình phục vụ các môn thể thao khác nhau đã được lần lượt xây dựng thêm trong tổ hợp thể thao này. Kể từ ngày đi vào hoạt động, nhiều giải đấu thể thao ở các cấp độ khác nhau đã được tổ chức tại đây. Gần nhất là giải bóng rổ vô địch thế giới 2023. Bên trong Gelora Bung Karno Sport Complex có rất nhiều công trình phục vụ tập luyện thi đấu và điều hành. Sau đây là các công trình thể thao chính trong khu liên hợp thể thao này. Sân vận động chính Gelora Bung Karno chính là trái tim của khu liên hợp thể thao này. Kinh phí xây dựng sân vận động được tài trợ một phần từ Liên bang Xô Viết. Hoàn thành ngày 12 tháng 7 năm 1962, đây từng là một trong những sân vận động lớn nhất thế giới, khi có thời điểm sức chứa của nó đạt đến 110.000 khán giả. Sức chứa của sân đã giảm xuống 2 lần sau khi cải tạo. Lần đầu tiên là xuống còn 88.306 chỗ ngồi vào năm 2006, và lần thứ hai là xuống còn 77.193 chỗ ngồi sau khi nó được cải tạo cho Đại hội Thể thao Châu Á 2018. Sân vận động này nổi tiếng với mái che hình chiếc nhẫn, được gọi là Temu Gelang, nghĩa là chiếc nhẫn khổng lồ, được thiết kế để che phủ cho khán giả và tăng vẻ hùng vĩ của sân vận động. Tên gọi ban đầu của sân vận động này là Senayan, và chính thức mang tên sân vận động chính Gelora Bung Karno kể từ ngày 17 tháng 1 năm 2001. Hiện tại, đây vẫn là sân vận động quốc gia của Indonesia và là một trong những sân vận động tốt nhất châu Á hiện nay.
nhà thi đấu Istora Gelora Bung Karno là địa điểm thi đấu trong nhà chính của Gelora Sport Complex và là hạng mục đầu tiên được xây dựng trong khu liên hợp thể thao này. Trước tháng 8 năm 2023, đây chính là đấu trường trong nhà có sức chứa lớn nhất Indonesia. Tên gọi ban đầu của nhà thi đấu này là Istora Senayan, trong đó Istora là viết tắt của cung thể thao. Nhà thi đấu này chính thức khánh thành vào tháng 5 năm 1961. Istora Gelora Bung Karno đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nhà thi đấu đa chức năng này được trang bị hệ thống âm thanh và các tiện nghi hỗ trợ khác. Istora Gelora Bung Karno chủ yếu được sử dụng tại các giải cầu lông, bóng chuyền hoặc bóng rổ. Lần cải tạo gần nhất của đấu trường này là vào giai đoạn từ 2016 đến 2018 cho Á vận hội lần thứ 18. Sức chứa hiện tại của nhà thi đấu này là 7.200 chỗ ngồi, bao gồm 412 chỗ VIP và 6.698 chỗ ngồi phổ thông. Ngoài sân vận động chính đã đề cập trước đó, Gelora Sport Complex còn một sân vận động khác cũng đạt tiêu chuẩn của AFC là Gelora Bung Karno Madia, hay có thể gọi tắt là sân vận động Madia. Sân vận động này nằm ở phía tây tây bắc của sân vận động chính Gelora Bung Karno. Mở cửa vào tháng 12 năm 1961, nó được sử dụng làm địa điểm tổ chức sự kiện khúc côn cầu trên sân của Đại hội Thể thao Châu Á 1962. Trong thời gian đó, nó được gọi là sân vận động khúc côn cầu Senayan. Sau khi rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, sân vận động Madia đã được cải tạo vào năm 1985, chuyển đổi thành sân vận động đa năng để tổ chức giải vô địch Điền Kinh Châu Á 1985. Sân vận động Madia có diện tích 1,75 ha và được trang bị hai khán đài. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 9.170 khán giả. Địa điểm tiếp theo tại khu liên hợp thể thao quốc gia của Indonesia là cung thể thao dưới nước Gelora Bung Karno. Địa điểm này được xây dựng từ năm 1961 đến 1962. Nó đã trải qua hai lần cải tạo vào các năm 1988 và năm 2016 đến năm 2018. Cung thể thao dưới nước Gelora Bung Karno bao gồm các hồ bơi dành cho môn bơi lội, nhảy cầu và bóng nước với các kích thước khác nhau. Sức chứa hiện tại của cung thể thao dưới nước Gelora Bung Karno là 7.800 khán giả. Trường bắn cung Gelora Bung Karno được xây dựng năm 1973, là sân bắn cung tiêu chuẩn quốc tế có chiều dài 59m với diện tích 10.471m2. Loại cỏ được sử dụng ở sân này là cỏ tự nhiên. Sân bắn cung này được trang bị khán đài với sức chứa 97 chỗ ngồi. Sân bắn cung Gelora Bung Karno có thể được sử dụng cho các giải đấu bắn cung hoặc để luyện tập và huấn luyện bắn cung hàng ngày. Hoàn thành năm 1962, sân bóng chảy Gelora Bung Karno sử dụng tiêu chuẩn quốc tế, hình kim cương, với các đế nằm ở ba góc và khoảng cách giữa đế này với đế kia là 27,432m. Chiều dài mỗi cạnh là 16,76m. Loại cỏ được sử dụng cho sân bóng chảy là cỏ tự nhiên có tên gọi Joycea japonica, loại cỏ tự nhiên tốt nhất đạt tiêu chuẩn quốc tế. Khán đài của sân bóng chảy này có sức chứa 2.400 khán giả. Ngoài bóng chảy, địa điểm thể thao này còn có thể tổ chức các môn thể thao khác như bóng đá mini và cricket. Và nó cũng có thể được sử dụng cho các sự kiện ngoài trời như đám cưới. Nhà thi đấu bóng rổ Gelora Bung Karno được hoàn thành năm 1962 với kết cấu chính bằng sắt và có chiều cao 15m. Đấu trường thể thao này rất phù hợp cho các hoạt động thể thao và phi thể thao khác nhau. Sức chứa khán đài của nó là 2.496 chỗ, trong đó có 60 ghế VIP và 9 ghế dành cho người khuyết tật. Sân bóng mềm Gelora Bung Karno được hoàn thành năm 1996 và là sân bóng mềm lớn nhất và mới nhất ở Indonesia, đạt tiêu chuẩn quốc tế với kích thước 16,76 đến 18,29m. Ngoài ra đây còn là sân bóng mềm duy nhất ở Jakarta. Sân này được trang bị khán đài với sức chứa 500 khán giả, cùng khả năng mở rộng tạm thời lên 2.000 chỗ ngồi. Sân thi đấu bóng quần Gelora Bung Karno được xây dựng năm 1996 với sức chứa 560 khán giả. Đây là sân bóng quần duy nhất ở Indonesia đạt tiêu chuẩn quốc tế với kích thước 9,75m x 6,4m. Địa điểm này cũng đã được cải tạo để phục vụ ASEAN 2018 bằng việc lắp đặt toàn bộ ghế ngồi dạng gập tiện lợi. Được xây dựng năm 1993, sân quần vợt trong nhà Gelora Bung Karno là đấu trường thể thao trong nhà tiêu chuẩn quốc tế. Đây là một nhà thi đấu có thiết kế đẹp, nó từng là đấu trường trong nhà đầu tiên ở Đông Nam Á có mái che có thể thu vào. Hiện nay,
Tính năng này của sân quần vợt trong nhà Gelora Bungkarno đã không còn hoạt động được nữa. Với sức chứa 3.750 khán giả, địa điểm thể thao trong nhà này có thể được sử dụng cho các giải đấu quần vợt, bao gồm quốc gia và quốc tế, hoặc để luyện tập quần vợt thường ngày. Ngoài ra, các giải đấu bóng chuyền hoặc bóng rổ cũng có thể tổ chức tại đây. Cùng sân tennis Center Court Gelora Bungkarno là đấu trường thể thao ngoài trời đạt tiêu chuẩn quốc tế, với diện tích là 1.988 m², sử dụng mặt sân cứng đạt tiêu chuẩn của Liên đoàn Quần vợt Thế giới. Cùng sân tennis này bao gồm 2 sân thi đấu, được bao quanh bởi khán đài có sức chứa 3.800 chỗ ngồi, trong đó có 22 ghế VIP. Sân tennis ngoài trời còn được trang bị hệ thống đèn LED 800W đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ các hoạt động thể thao ban đêm. Ngoài việc được sử dụng cho quần vợt và các hoạt động thể thao khác, Tennis Center Court Gelora Bungkarno còn có thể được sử dụng cho các hoạt động đa sự kiện, cả thể thao và phi thể thao, thương mại và phi thương mại, chẳng hạn như triển lãm hay các buổi hòa nhạc. Công trình thể thao mới nhất được xây dựng trong Gelora Sport Complex là Indonesia Arena, một nhà thi đấu đa năng. Được khởi công vào tháng 12 năm 2021, nhà thi đấu này chính thức khánh thành vào ngày 7 tháng 8 năm 2023. Với sức chứa 16.500 khán giả, Indonesia Arena đã thay thế Istora GBK để trở thành đấu trường trong nhà lớn nhất Indonesia hiện nay. Nhà thi đấu này được xây dựng sau khi Indonesia được chỉ định làm đồng chủ nhà cùng với Philippines và Nhật Bản cho giải bóng rổ FIBA World Cup 2023 vừa mới kết thúc. Kinh phí xây dựng là 640 tỷ rupiah Indonesia. Indonesia Arena là một nhà thi đấu trong nhà đa năng có thể được sử dụng cho nhiều môn thể thao trong nhà khác nhau như bóng rổ, cầu lông và bóng chuyền, cũng như các hoạt động phi thể thao như các buổi hòa nhạc. Ngoài ra, trong khu liên hợp thể thao Gelora Sport Complex còn có các công trình thể thao khác. Trung tâm huấn luyện GBK Arena, sân khúc côn cầu GBK, sân bóng bầu dục, trường bắn súng, sân bóng chuyền bãi biển và cùng sân tập bóng đá ABC. Với diện tích 247 hectare, khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình được biết đến là một trong những khu liên hợp thể thao lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á hiện nay. Tuy nhiên, khu liên hợp thể thao quốc gia của Việt Nam không được đánh giá cao bởi cơ sở vật chất vẫn chưa hoàn thiện. Số lượng công trình thể thao bên trong khu liên hợp vẫn còn rất hạn chế. Ngày 6 tháng 10 năm 2001, khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình chính thức được khởi công xây dựng. Đến năm 2003, nhân sự kiện Việt Nam đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 22, một số hạng mục chính của khu liên hợp được khánh thành và đưa vào sử dụng. Kể từ đó đến nay, chưa có thêm công trình thể thao lớn nào được xây dựng tại đây. Cơ sở vật chất của khu liên hợp mới chỉ phục vụ được cho bóng đá và các môn thể thao dưới nước. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và cung thể thao dưới nước là hai công trình thể thao chính của khu liên hợp. Một công trình lớn khác ở trung khu liên hợp là trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF. Trong khi đó, một nhà thi đấu đa năng quốc gia, công trình quan trọng bậc nhất ở một khu liên hợp thể thao lại chưa được xây dựng, dù đã lên kế hoạch từ lâu. Với các môn thể thao khác, hoàn toàn không có bất kỳ cơ sở tập luyện hay thi đấu nào được xây dựng trong khu liên hợp thể thao quốc gia. Ngoài hạn chế về cơ sở vật chất, việc khai thác kém hiệu quả là những nguyên nhân khiến chúng tôi không đưa khu liên hợp thể thao Mỹ Đình vào danh sách này.